Như vậy ở đây là bài toán cho biết này là phương trình dao động của A1 của thứ nhất là x1 này. Ở đây chú ý là cái x1 đấy bằng là 2 căn 3 sin ôm t, thì đổi ra cos là 2 căn 3 cos ôm t trừ pi trên 2 cm, kèm chú ý đổi như thế. Để biết là như vậy pha ban đầu của x1 là trừ pi trên 2. Rồi cho biết là phương trình tổng hợp, nhưng phương trình tổng hợp chỉ biết biên độ thôi. Và quan trọng nhất là cho biết phi 2 trừ phi bằng pi trên 3. Như vậy ta dựa vào cặp thông tin này trước là phi 2 trừ phi. Như vậy ta xuất phát từ cái hệ thức A bằng A1 cộng A2. Suy ra để có phi 2 trừ phi thì ta chuyển A2 sang bên này, tức là A1 bằng A trừ A2. Ở đây mới xuất hiện là phi 2 trừ phi hoặc là phi trừ phi 2. Bình phương vô hướng là A1 bình, A bình cộng A2 bình trừ 2 lần tích A, A2 tích vô hướng. Mà 2 lần tích vô hướng này chính là A, A2 cốt phi trừ phi 2 hoặc là phi 2 trừ phi đều được. Đấy, vì cốt để dấu cộng trừ thì cũng là như nhau. Thay số vào, thay số vào đó thì A, A1 đã biết A1 là 2 căn 3 tất cả bình, A, A ở đây thì bằng 2 bình cộng A2 bình trừ đi 2 lần tích A là 2 nhân A2 cốt phi 2 trừ phi là cốt pi trên 3. Từ đây ta sẽ giải ra. Như vậy ở đây là cái phương trình bậc 2 là A2 bình trừ đi 2A2, còn đây là 12 trừ đi 4 là trừ đi 8 bằng 0. Phương trình này có hai nghĩa, đó là A2 bằng ta bấm máy tính. Một trừ hai trừ tám, như vậy một nghiệm là 4 cm và nghiệm thứ hai trừ hai trừ hai, cái này loại âm nên loại. Như vậy ta lấy A hai bằng 4, lấy A hai bằng 4. Rồi để tìm tiếp là cái cặp giá trị A hai và phi hai. Như vậy A2 chắc chắn là bằng 4. 4 như vậy thì nếu như làm trắc nghiệm thì đến đây thì ta chọn luôn phương án A là xong. Như vậy là phi cái phi 2 chắc là pi trên 3. Tuy nhiên ở đây làm trắc nghiệm ở trong phòng thi thì ta chỉ cần làm đến đây thì phát hiện ra A2 bằng 4. Thì trong 4 phương án là chỉ có phương án A là có A2 bằng 4 nên ta chọn luôn phương án A. Tuy nhiên ở đây làm để hiểu bài toán thì ta tìm nốt cái phi 2. Để tìm nốt phi 2 thì ta phải dựa vào cái nào đã biết, tức là cái biết là cái phi 1. Như vậy quan tâm đến là phi 2 trừ phi 1. Đấy, tức là ta làm xuất hiện. Mà phi 2 trừ phi 1 thì trừ từ cái này trực tiếp là bình phương, ta sẽ có A bình phương sẽ bằng A1 bình cộng A2 bình cộng 2 lần tích A1 A2. A1 A2 ở đây là tích vô hướng, cho nên là A1 A2 cốt của góc xen giữa là phi 2 trừ phi 1. Đấy, như thế thì ta làm xuất hiện cái phi 2 trừ phi 1, vì phi 1 đã biết rồi A là bằng là bằng 2, A1 thì là bằng 2 căn 3, A2 ta vừa tính là 4 cộng với 2, A1 2 căn 3, A2 là 4 cốt phi 2 trừ phi 1. Phi 1 đã biết phi 1 là trừ pi trên 2, tức là thành là cộng pi trên 2. Đấy, như vậy là trong phương trình này chỉ có mỗi lần là
phi hai thôi. Đến đây ta sẽ tính xem cos phi 2 bằng bao nhiêu. Cos phi 2 cộng phi trên 2 bằng, ta bấm máy tính, bên này là 4 trừ đi 12 trừ đi 16 chia cho 16 căn 3. Như vậy cái này bằng trừ căn 3 trên 2. Trừ căn 3 trên 2 thì sẽ có hoặc là phi 2 cộng phi trên 2 là bằng là 5 pi trên 6, hoặc là phi 2 cộng pi trên 2 bằng trừ 5 pi trên 6. Có thể cộng thêm họ nghiệm nữa, thì ở đây ta không cộng thêm cái k2pi đây. Ta lấy bởi vì ta kiểm tra xem phi 2 bằng bao nhiêu. Từ đây suy ra phi 2 bằng pi trên 3. Đấy, phi 2 bằng pi trên 3. Còn cái này thì phi 2 bằng trừ 8 pi trên 6, trừ 4 pi trên 3. Như vậy cặp cái này tương ứng với phương án A và A. Đấy, đó là cách làm. Thầy nhắc lại, đây là làm ở nhà làm theo tự luận, còn ở khi đi thi thì các em phát hiện ra cái A2 bằng 4 cm thì các em đã có thể chọn luôn phương án A rồi. Vì chỉ mình A, phương án A là cho cái A2 bằng 4 cm.